Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu loa trợ giảng di động chuyên dùng cho dạy học của thương hiệu Sanha, một cái tập đoàn chuyên sản xuất loa di động hàng đầu của Đài Loan. Thì hàng này nó cũng sản xuất tại Đài Loan luôn, hàng nhập trực tiếp từ Đài Loan về, nó có COCV ở đây đầy đủ. Thì đây là một trong những cái mẫu mình bán cũng khá là nhiều cho các cái trường đại học cũng như là các cái trường cao đẳng, các cái trung tâm giảng dạy. Một cái mẫu loa chuyên dùng để dạy học. Thì cái mẫu này là SH122N. Thì cái này nó có công suất là 30W. Chúng ta có thể sử dụng cho một cái phòng dạy học từ lên đến 100-150 học viên. Nó đi kèm micro cài áo. Đây là micro băng tần UHF để chúng ta có thể tránh nhiễu những cái tần số thấp. Thì cái mẫu này nó thiết kế một cái loa phía trước này. Loa này thì nó sử dụng tín hiệu mono đó, bởi vì chuyên dùng để dạy học mà. Nó có cái âm chân thật rõ ràng. Trên này thì nó có một cái antenna để nhận sóng. Có thể xách, nó cũng khá là nhẹ. Ta có thể xách đi di động các lớp học cũng khá là dễ dàng. Thì đặc biệt cái trên này nó có sử dụng một cái thẻ nhớ bộ thu nhận phòng ngoài và cả cái cổng USB này nữa. Chúng ta có thể bỏ thẻ nhớ để phát các cái bài giảng hay là bài nhạc không đó, hoặc là chúng ta có thể thu âm lại buổi học không đó, hoặc là chúng ta cũng có thể phát qua cổng USB. Thì trên này nó có nếu chúng ta không muốn xài mic không dây thì chúng ta có thể xài mic có dây cũng được, gắn trực tiếp vào đây, mic 1, mic 2 thì chúng ta sẽ chỉnh hai cái volume trên này. Đây này nó có volume cho mic 1, mic 2. Đây là đường ốc, chúng ta có thể đưa tín hiệu từ các cái nguồn bên ngoài vào như là máy tính, vân vân. Đây là cái cổng ra, cổng out. Đây là volume volume cho MP3. Đây là volume cho ốc. Và đây là chỉnh tông bass jack đèn nguồn, cổng USB, volume cho cái cổng USB này, tai phone để chúng ta có thể nghe. Thì trên này thì nó có các cái chức năng cơ bản thôi, ghi âm này, chọn chế độ lui tới chơi dừng. Đây là chúng ta có thể chọn các cái folder để trong các cái USB hoặc là trong cái thẻ nhớ này. Trên này nó có một cái màn hình. Thì cái này chúng ta có thể gắn sử dụng điện trực tiếp, điện là điện ô tô vốn. Nó có một cái hộp trong này, chúng ta có thể dùng điện trực tiếp, gắn điện trực tiếp đi xa. Hoặc là chúng ta mua một cái bình ắc quy để gắn vào đây. Đó, hoặc là chúng ta có thể đưa ra một cái loa bên ngoài, để đóng loa bên ngoài cũng được. Thiết kế rất là đẹp, nhỏ gọn. Đây là một cái mẫu loa di động chuyên dùng để dạy học. Thì đây là mic cài áo đi kèm. Ở đây nó có một cái hộp bỏ pin, chúng ta có thể bỏ pin 9V, pin vuông vuông đó. Đây là có một cái kẹp, có kẹp trên người và kẹp cái mic này trên áo. Đây là mic cài áo. Trên này là có một cái cổng để chúng ta cắm cái micro đây. Đây là công tắc nguồn, đèn báo. Micro này nó có mã là WM120. Micro cũng sản xuất tại Đài Loan luôn. Cái cả áo này thì chúng ta có thể kẹp bên áo nó với khoảng cách tầm 25cm là khá là ổn rồi. Đây là cái mã số, trên bằng số của cái bộ này. Chúng ta chỉ cần mua thường một bộ nó sẽ đi kèm cái mic cùng bằng số với cái này. Chúng ta không cần bị chỉnh gì cả, khá là đơn giản. Ngoài ra nếu cần thì chúng ta có thể mua thêm một cái mic không dây như thế này để cho học sinh nó có thể cầm nó trả lời. Thì cái mã tần số này thì nó chúng ta sẽ nên mua thì chúng ta sẽ chọn cái tần số đồng bộ với cái loa luôn. Thì khi tại vì trong này nó chỉ có một cái bộ nhạc tần số thôi,
Thì khi chúng ta nói từ cái mic này thì cái bên mic này nó sẽ ngắt, và bên này nói thì bên này sẽ cắt ngược lại, nó tự động rất là đơn giản. Toàn bộ nó đều được sản xuất tại Đài Loan, nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan về. Có siêu siêu vừa có đơn đầy đủ. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua cái mẫu loa chờ giãn di động SH122M. Đây là một cái mẫu loa chờ giãn công suất 30W, có thể sử dụng trong một cái phòng học lên đến 100-150 học viên. Nó có tích hợp các cái cổng để chúng ta có thể mở thẻ nhớ, hoặc là cái mẫu USB, hoặc là phát qua hồng ngoại vân vân. Chúng ta có thể dùng điện ô tô bôn từ 90 đến 230, hoặc là chúng ta có thể gắm ắc quy. Đây là một cái mẫu loa khá là đa năng, chuyên dùng để dạy học, học khảo từ Đài Loan về. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái mẫu loa này tại cái đường link website mình có để ở phần dưới tất bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng những like, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.